Diễn viên Việt Anh cảnh cáo thành phần quá khích đụng chạm đến con trai anh, giữ im lặng vì không muốn những ồn ào liên quan đến Bảo Thanh phức tạp thêm. Nhưng khi con trai bị đụng chạm, Lê Việt Anh bức xúc lên tiếng cảnh báo. Mấy ngày nay, câu chuyện diễn viên Bảo Thanh bị tố mồi chài Lê Việt Anh gây ầm ĩ trong showbiz. Không chỉ vợ nam diễn viên Người Phán Xử lên tiếng, hàng loạt nhân vật khác cũng hướng mũi dùi dư luận về phía Bảo Thanh. Thực hư thì chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Sau sự việc, cả Lê Việt Anh và Bảo Thanh tỏ ra khá khôn khéo. Họ hầu như giữ im lặng và nếu có lên tiếng cũng rất hạn chế và né tránh. Về scandal cá nhân thì Việt Anh có thể nhẫn nhịn được, nhưng một khi ai đó đụng chạm đến con trai anh lập tức lên tiếng cảnh báo. Tôi cảnh báo một số bạn nạo cáo vàng và quá khích nhé. Các bạn có thể động đến tôi, nhưng đừng bao giờ động vào con tôi. Tôi là người của công chúng, nhưng cũng vẫn là con người. Các bạn đừng nghĩ là vịn vào cớ đấy, không thấy tôi nói gì làm gì là các bạn được quyền dẫm đạp nhé. Cái gì cũng có giới hạn thôi, đừng bao giờ lôi trẻ con vào chuyện của người lớn, thế là ngu đấy, nam diễn viên bức xúc chia sẻ. Dường như scandal liên quan đến Bảo Thanh đang ngày càng đẩy đi quá xa, liên tiếp nhiều người cả trong và ngoài cuộc lên tiếng về vụ việc. Nữ diễn viên Bảo Thanh là người hứng đủ mọi bú rìu dư luận và gạch đá của công chúng. Không biết cả Lê Việt Anh và Bảo Thanh sẽ làm gì để gỡ mớ rối rắm lùm xùm này, có lẽ im lặng vẫn là điều khôn ngoan hơn cả. Vợ Việt Anh chỉ đáng xách dép cho vợ Bình Minh, về trình ứng xử, phải cao tay thế này mới là đàn bà khôn. Vừa nhú đầu lên mạng là thấy chị em rần rần, chuyện vợ nam diễn viên Việt Anh lên Facebook, tố nữ diễn viên Bảo Thanh thả thính, mồi chài chồng mình với một giọng nói đầy hằn học. Bảo Thanh và Việt Anh là bạn diễn chung trong một bộ phim đình đám đang chiếu trên truyền hình. Cách ứng xử có phần thô thiển và cạn nghĩ của Trần Hương, vợ Việt Anh khiến cho dư luận có phần bất bình vì nó vô tình hạ thấp phẩm giá của người khác cũng như là mất danh dự uy tín của chồng chị. Việc Trần Hương công khai nói những lời hằn học trên mạng xã hội về việc một nữ diễn viên đang nổi tìm cách mồi chài chồng mình là nam diễn viên Việt Anh đã làm phật lòng dư luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một cách ứng xử nông nổi, thiếu khôn ngoan và có thể gây hiểu lầm về người khác. Thái độ đông động, úp úp mở mở, lập lờ của chị Trần Hương gây khó chịu cho mọi người. Nếu muốn thẳng thắn công khai danh tính, bằng chứng rõ ràng thì hẳn nói, còn không thì nên im lặng. Tố người ta làm điều thương thiên hại lý mà không có bằng chứng rõ ràng thì đồng nghĩa với vu khống và xúc phạm họ. Nếu vì một lý do gì đó không thể công khai những bằng chứng thì đó là hành động của chị Hương, lại là một hành động cảm tính đáng chê trách. Facebook không phải là nơi riêng tư, mỗi lời chúng ta đăng lên đó cũng giống như lời nói ra trước một đám đông vậy. Lời tố cáo đe dọa thiếu rõ ràng của chị Hương có thể gây hiểu lầm về chồng chị anh Việt Anh và khiến chồng mình phải xấu mặt ê chề với mọi người. Và đây chính là mầm mống có thể hủy hoại một cuộc hôn nhân đang hạnh phúc. Phụ nữ khôn thì luôn hiểu rằng đàn ông dù đúng hay sai thì vẫn luôn trọng sĩ diện. Nếu như còn muốn sống yên ổn với nhau, người phụ nữ tuyệt đối không được dẫm đạp, xé nát cái sĩ diện đó. Về điểm này thì vợ Việt Anh không còn khôn khéo bằng vợ Bình Minh, chị Anh Thơ, vợ nam diễn viên MC Bình Minh đã có cách ứng xử rất khôn ngoan và cao tay. Khi chồng liên tục bị người cũ, nữ ca sĩ Thanh Thảo phơi bày những chuyện yêu đương cũ, thậm chí là chuyện xấu có con rơi. Giữa tâm bão về chồng và chồng cũ, chị Anh Thơ đã thể hiện sự điềm tĩnh, độ lượng và khôn khéo của mình. Lần thứ nhất, khi nữ ca sĩ Thanh Thảo lên báo kể lể chuyện tình với Bình Minh, rằng Bình Minh đã từng yêu thương mình thế này thế kia, nhiều người lo ngại cuộc hôn nhân của chị Anh Thơ sẽ lung lay. Nhưng không, chị ấy đã bình thản nói với báo chí như thế này: "Hiện tại tôi và Bình Minh đều rất bận rộn với công việc, tôi không muốn rơi vào guồng máy, cứ nói qua nói lại, sẽ gây sự nhàm chán cho độc giả." Chỉ vì hai câu nói ngắn gọn ấy, chị ấy đã quạt tắt đám cháy mà người cũ của chồng thổi lên. Tuyệt đối không có một lời nói xấu đối phương hay chồng mình. Chị hiểu rằng nếu mất bình tĩnh hay làm lớn chuyện thì thiệt hại chỉ có bản thân mình mà thôi. Hôn nhân chỉ nên là chuyện của hai người. Nếu có người thứ ba muốn xen vào thì tốt nhất là phải tránh xa, tránh vôi chẳng xấu mặt nào. Hành động mất bình tĩnh giống như chị Trần Hương chỉ khiến người thứ ba có thêm cơ hội làm rạn nứt hôn nhân của mình. Và lúc đó, hôn nhân không còn là chuyện của hai người nữa mà là chuyện của ba người trước rồi. Phụ nữ khi gặp biến cố gia đình thì càng tỏ ra độ lượng bình tĩnh thì mới là phụ nữ khôn ngoan. Nói vừa đủ vừa hợp tình hợp lý, không xách mé ai, không bôi nhọ ai, không bóc phốt ai mới là cách ứng xử đúng đắn nhất. Là phụ nữ
thì nên học theo cách ứng xử của chị Anh Thơ chứ không phải là chị Trần Hương. Ví như khi người cũ của chồng công khai chồng có con rơi, chị Anh Thơ đã viết những dòng sâu sắc này. 9 năm, một chặng đường không dài không ngắn, nhưng cũng đủ mặn ngọt chua cay trộn lẫn nhau trong các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố. Còn là vợ chồng ngày nào sẽ còn trọn đạo với nhau ngày ấy. Ai đã trải qua hôn nhân mới hiểu hôn nhân không phải lúc nào cũng khoác lên người chiếc áo màu hồng. Có lúc xám xịt, nhưng cùng nhau cố gắng không chỉ vì hai nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình của những ngày mới yêu nữa, mà còn lôi kéo thêm hai nhân vật hơn cả chính mới chỉ xuất hiện ở những tập sau. Và kèm theo những lời sâu sắc này là hình ảnh gia đình đoàn tụ, những lúc sóng gió ập đến, phụ nữ hãy nhớ nhắc nhở chồng về tình nghĩa, về ý nghĩa của hôn nhân, chứ đừng có làm mất mặt chồng mình. Mỹ nhân Việt bất chấp kết đôi với một nửa đầy thị phi và cái kết bất ngờ. Bỏ mặc những ồn ào của dư luận về vị hôn phu, các mỹ nhân Việt vẫn quyết tâm tiến đến hôn nhân vì tin vào tình yêu đích thực và đạt được hạnh phúc viên mãn. Hải Băng trải qua hơn một năm hẹn hò với nam diễn viên Thành Đạt, cô ca sĩ gốc Hà Thành Hải Băng đang chứng minh tình yêu đích thực của họ, một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng một nhóc tì đáng yêu và xinh xắn. Hạnh phúc của Hải Băng đang khiến nhiều người ngưỡng mộ vì được ông xã quan tâm chăm sóc, mặc dù trước đó Thành Đạt đã từng bị mang nhiều lời đồn ác ý bởi dư luận sau khi chia tay vợ cũ Diệp Bảo Ngọc. Tháng 2/2012, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổi. Sau 3 năm chung sống và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, hạnh phúc chưa đong đầy thì người hâm mộ thấy tiếc nuối khi thông tin cả hai đã đường ai nấy đi. Không lâu sau đó, Thành Đạt chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Hải Băng. Hai người thường xuyên có những hình ảnh thân mật và luôn dành cho nhau những lời có cánh. Sau chia tay, Diệp Bảo Ngọc vẫn dành cho chồng cũ những lời lẽ dịu dàng, không trách móc, không oán hận. Thế nhưng thiên hạ vẫn cứ cho rằng Thành Đạt là một người đàn ông trăng hoa và có khá nhiều bóng hồng vây quanh. Đó có thể là một phần trong nguyên nhân dẫn đến hai người ly hôn. Bỏ mặc những tai tiếng xung quanh Thành Đạt, cô ca sĩ xinh đẹp Hải Băng vẫn mạnh mẽ và quyết tâm theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Trải qua hơn một năm bên nhau, đến nay cả hai đang dần chứng minh cho khán giả thấy họ đang hạnh phúc viên mãn với lựa chọn của mình. Siêu mẫu Kỳ Hân, cũng như câu chuyện của Hải Băng và Thành Đạt, siêu mẫu Kỳ Hân cũng đang rất cố gắng để có thể đến được với tình yêu đích thực của mình là tuyển thủ Mạc Hồng Quân. Trước đó, câu chuyện tình của dân xuất Quảng Ninh với hot girl Khánh Ly từng làm xôn xao dư luận một thời. Mạc Hồng Quân bị cho là đào hoa đều cán khi hứa hẹn với Khánh Ly, rồi ngay sau đó rũ bỏ trách nhiệm khi biết tin cô có bầu. Dư luận càng trở nên dậy sóng khi không lâu sau đó, thông tin tuyển thủ đang hẹn hò cùng siêu mẫu Kỳ Hân, trong khi Khánh Ly đang phải vất vả nuôi con một mình. Trải qua bao sóng gió, vào tháng 6/2016, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân chính thức về một nhà, cùng nhau bắt đầu một hành trình mới. Hơn một năm bên nhau, đến nay cả hai vẫn thường xuyên đăng những hình ảnh thân mật bên nhau lên trang cá nhân, khiến nhiều người phải ganh tị. Hạnh phúc đông đầy hơn khi đầu năm 2017, Kỳ Hân đã hạ sinh cho tuyển thủ, một cậu bé trai kháu khỉnh với tên gọi ở nhà là Cậu Tỏi. Câu chuyện tình yêu của cô chân dài và chàng tuyển thủ cho chúng ta thấy, chỉ cần có tình yêu đích thực thì dẫu qua bao thăng trầm vẫn sẽ cùng nhau vượt qua được. MC Minh Hà. Minh Hà hiện là một nàng MC nổi tiếng ở đài truyền hình Việt Nam với nhiều kinh nghiệm cũng như khả năng nhạy bén trong cách dẫn. Năm 2015, cô vướng phải nghi án phim giả tình thật với diễn viên Chí Nhân sau khi đóng chung với bộ phim Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp. Một thời gian dài sau đó, cả hai bị dư luận lên án, ném đá dữ dội vì cho rằng Minh Hà chính là người đã xen vào cuộc hôn nhân giữa Chí Nhân và nữ diễn viên Thu Quỳnh. Khán giả cảm thấy thương xót cho Thu Quỳnh khi cô bị người chồng phụ bạc quay lưng đúng thời điểm cô vừa sinh con nhỏ. Sau chia tay, Thu Quỳnh vẫn im lặng vì muốn được giữ bình yên cho con trai. Tuy nhiên, Chí Nhân sau đó đã nhận không ít chỉ trích của người hâm mộ, cho rằng anh có mới nới cũ và không chung thủy. Sau 2 năm bên nhau, tuy chưa có thông tin chính thức về một đám cưới hạnh phúc, nhưng thời gian qua, MC Minh Hà đã cho công chúng thấy rằng tình cảm giữa cô và Chí Nhân là thật lòng, chứ không phải vì một phút say đắm nhau mà mù quáng. Hạnh phúc thực sự sẽ đến với ai dám theo đuổi đến tận cùng của tình yêu, dám làm theo tiếng gọi của con tim mình.